Trước đây quý vị cùng xem món mì rau cải bó xôi được gia đình chúng tôi chế biến thành món canh nha. Đó. Như vậy là canh cá. Sau khi chúng tôi luộc mì này khoảng 5 phút thì chúng tôi đã chế biến kết hợp với cá làm một món canh. Dự kiến món này gia đình sẽ ưu tiên dành cho cháu ăn và kể cả bố mẹ cũng ăn món này luôn. Bồi dưỡng, đặc biệt là trong mùa đông thì cái món canh nóng này nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Và chế biến món này cũng đơn giản thôi. Đó. An Paso, an lành từ tâm. Rồi bây giờ mình mở cái hộp hàng của An Paso gửi đến nhà mình nha, gửi tận nơi luôn, gói ghém rất là kỹ này, đó, hộp bài bản luôn, đây, đó là mấy cái hộp thứ nhất, hộp thứ hai, sản phẩm ở trong này nha mọi người, đó, thì để mình gạt ra luôn, cho nó nhanh để các bạn thấy này. Rồi, trong này mình thấy đây rất là đặc biệt. Ok, đây mình thấy có ba hộp luôn. Wow, ba loại sản phẩm luôn này. Đây, thứ nhất là hộp này là củ cải đỏ và củ dền này. Củ cải đỏ và củ dền. Đó, cái hộp đẹp lắm mọi người ơi. Cái hộp đẹp lắm, hộp bằng giấy. Là cái này là mục tiêu là bảo vệ môi trường nữa cho mọi người. Đó, cái hộp giấy này có thể tiêu hủy được. Đó. Thành phần của nó là bột mì này 70% nha. Hộp nào cũng về cũng 70%. Cái hộp này là hộp rau củ bó xôi. Rau cải bó xôi. Rồi thêm hộp thứ ba luôn. Đây hộp nhìn bên ngoài đẹp lắm. Rồi. Mì củ nghệ. Wow, củ nghệ chắc chắn ai cũng biết công dụng của củ nghệ rồi. Đây. Turmeric pasta này, đó. Không chất phụ gia, không chất bảo quản, không chiên qua dầu. Wow, tuyệt vời đây. Rồi, cái hộp nó đẹp đẽ như thế này nha mọi người. Bạn nào đi tìm thức ăn mà giúp cho việc giảm cân và cũng có thể là bổ sung các loại vitamin và chất xơ giúp cho đẹp dáng đẹp giá thì ba loại mì này của An Perso chính là lựa chọn của các bạn. Quá tuyệt vời. Mì hữu cơ giảm cân organic rau củ An Paso á, được sản xuất với công thức độc đáo và tinh tế, có cái sự tính toán tỉ mỉ trong chi tiết, đúng chuẩn vị, thơm ngon Món đặc ngon biệt mỗi so ngày, với các mì khác trên thị trường các bạn. đảm bảo chất dinh dưỡng, ăn Mình tốt tìm cho mùa hiểu đông, xuất phù hợp xứ cho của gia bột đình, mì bố thì mẹ và cháu nhỏ. mình thấy là đây là loại thường hàng được nhập khẩu từ Úc. Bột rau củ tươi nguyên chất này á là được trồng từ hướng hữu cơ, nước sạch tinh khiết và sản phẩm không chất bảo quản, không phụ gia. Hay quá các bạn ơi. Gia đình nhận thấy sản phẩm mì hữu cơ giảm cân organic rau củ của An Paso X-Clean này á thì nó phù hợp Ok. với mọi lứa tuổi. Đặc biệt là cho cả ăn mặn và ăn chay luôn. Đó. Các cái tín đồ ăn chay Đây có là thể khâu bổ luộc sung nhiều nha. chất xơ, Đó, chúng ta hàm lượng thả sắt mì vào và cái các nồi loại lẩu tinh xôi như thế dầu, này dưỡng chất và khác chỉ giúp cần bổ máu luộc tốt cho hệ trong tiêu hóa. vòng 5 phút. Thì cách chế Đây biến là cũng sản dễ phẩm. thôi. Mình để mì vào trong cái nồi. Thời gian luộc đảm bảo tốt á, là khoảng 5 phút các bạn nha. Và chúng ta dùng cái đũa để khuấy đều như thế này. Chỉ là 5 phút thôi thì không mất bao lâu cả. Sau đó chúng ta trang trí và thực hành sản phẩm lên ở trên một cái dĩa như thế này. Chúng tôi thấy là chỉ cần khoảng 150 calo cho khẩu phần ăn từ 40 đến 50 gram mì rau hữu cơ.
thì là 30% của cái rau hữu cơ tươi này giàu chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất. Mình thấy mì nó đa dạng vì mì chúng ta có thể dùng đổi món mỗi ngày với các loại khác nhau như cải bó xôi, sâm cát, mầm lúa mạch, củ cải đỏ và củ dền, củ nghệ đó, thì món nào cũng ngon và hấp dẫn hết. Gia đình mình thấy các cái loại mì này á của An Paso thì nó rất là dễ chế biến, luộc rồi xào rồi trộn hay là canh, mì nước healthy đó, thì nó rất là dễ dàng chế biến cho gia đình chúng ta và khi cần là ăn được ngay. Nhưng mà có một cái điểm trừ cho các cái sản phẩm mì An Paso á là chúng ta phải sử dụng trong vòng 9 tháng. Như vậy là vì nó ngon khó cưỡng nên chúng ta phải nấu, xào, trộn, gỏi, lẩu, hầm, luộc rất là nhiều. Để mua sản phẩm này, quý vị hãy xem ở trong phần mô tả hoặc ở dưới phần bình luận của video này. Xin cảm ơn quý vị đã xem. Trân trọng cảm ơn.